Thưa quý vị, thưa các bạn, với khoảng 100 ngân hàng đang hoạt động trên cả nước, cùng với đó là hệ thống văn phòng trải rộng đến tận xã phường, nên môi trường giao dịch xanh, sạch, hiện đại để phục vụ người dân, khách hàng được đặc biệt quan tâm. Khảo sát cho thấy 100% ngân hàng đã thực hiện nghiêm chỉnh việc cấm hút thuốc tại văn phòng giao dịch, xây dựng môi trường không khói thuốc lá theo quy định, góp phần tích cực vào thực thi luật phòng chống tác hại thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc. Nhận thức tác hại của thuốc lá tới hoạt động sản xuất kinh doanh, tới sức khỏe người lao động và cộng đồng, đơn vị này đã triển khai chương trình phòng chống tác hại của thuốc lá, luật phòng chống thuốc lá một cách kịp thời và hiệu quả. Mạng lưới kinh doanh của đơn vị gồm hội sở chính và gần 80 chi nhánh, phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm trên toàn quốc đã dán đề can cấm hút thuốc tại nơi làm việc, nơi công cộng. Hơn 1.400 cán bộ nhân viên đã triển khai các biện pháp xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc thông qua cung cấp tài liệu, tờ rơi trên website và trang thông tin của đơn vị. GBank thì hiện nay có trên 80 điểm giao dịch trên toàn quốc với khoảng 1.300 cán bộ nhân viên. Tại các điểm giao dịch thì chúng tôi cũng rất ý thức được cái việc mà xây dựng môi trường xanh không khói thuốc. Chúng ta đều biết rằng là thuốc lá bao gồm cả thuốc lá điện tử, đó là những cái sản phẩm mà gây nghiện và ảnh hưởng xấu đến cái môi trường làm việc, môi trường cuộc sống cũng như gây cái hậu quả, để lại cái hệ quả không tốt cho xã hội. Và tại ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên dầu khí toàn cầu GBank, chúng tôi thì ban lãnh đạo cũng rất quan tâm trong việc xây dựng một môi trường xanh, môi trường làm việc không khói thuốc, và đã triển khai cho các đơn vị và các tổ chức như công đoàn GBank, đoàn thanh niên GBank để triển khai thực hiện. Và xây dựng một môi trường xanh thì tạo sự gắn kết thân thiện giữa cán bộ nhân viên và góp phần tăng cái hiệu quả kinh doanh cũng như môi trường làm việc, và qua đó cũng góp phần vào tăng cái nhận thức của cán bộ nhân viên trong việc xây dựng cái môi trường làm việc không khói thuốc. Và trụ sở GBank thì là ở tại tòa nhà tầng 19 tòa nhà Capital Tower này, thì chúng tôi cũng rất là phối hợp chặt chẽ với ban quản lý tòa nhà trong cái việc xây dựng một môi trường xanh, môi trường kinh doanh không khói thuốc, và nó mang lại một cái sự gắn kết, rồi mang lại cái môi trường xanh sạch đẹp. Cũng qua đó thì cán bộ nhân viên cũng ý thức được nhiều hơn, từ đó thì cũng vận động thêm được khách hàng đến giao dịch với GBank cũng như các đối tác đến, là chúng ta tuân thủ cái làm việc và giao dịch trong một cái môi trường không khói thuốc, để chúng ta có một cái không gian làm việc tốt hơn, xanh hơn. Tuy nhiên, tại tòa nhà Capital Tower của Công ty Cổ phần Du lịch và Đầu tư Thủ đô, ban lãnh đạo ở đây cho biết tòa nhà này là nơi làm việc của nhiều công ty tài chính, thương nhân nước ngoài, ngân hàng lớn, tổ chức phi chính phủ, nên việc quản lý theo dõi nhân viên, khách hàng hút thuốc vẫn gặp khó khăn. Nhận thức của cán bộ, đoàn viên, người lao động ngành ngân hàng về tác hại của thuốc lá còn hạn chế, nhiều đơn vị tỷ lệ cán bộ, đoàn viên, người lao động hút thuốc còn cao. Do đó, trong thời gian tới, để làm tốt hơn nữa việc thực hiện luật và chiến lược quốc gia phòng chống tác hại của thuốc lá, lãnh đạo tòa nhà sẽ quyết liệt triển khai hiệu quả, đồng bộ các biện pháp xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không khói thuốc 31 tháng 5 và Tuần lễ quốc gia không khói thuốc lá từ 25 tháng 5 đến 31 tháng 5 hàng năm, triển khai các cuộc thi tìm hiểu, buổi nói chuyện về chủ đề tác hại của thuốc lá, thuốc lào, thuốc lá điện tử, chia sẻ kinh nghiệm bỏ thuốc thành công, tiếp tục xây dựng hệ thống pano, áp phích, biển cấm hút thuốc tại các phòng làm việc, hành lang, cầu thang, khen thưởng đối với những cá nhân và tập thể có thành tích tốt trong việc triển khai mô hình nơi làm việc không thuốc lá. Tòa nhà của chúng tôi là tòa nhà hạng A, cũng bao gồm rất nhiều các ngân hàng cũng như các khách hàng lớn, đặc biệt là có rất nhiều các văn phòng cho thuê là khách nước ngoài. Thì tòa nhà ngay từ khi thành lập đến giờ đã xác định là tòa nhà không có khói thuốc lá. Chính vì vậy cho nên là chúng tôi, ban quản lý tòa nhà cũng như là lực lượng an ninh cũng như tất cả các khách hàng ở đây đều tuân thủ về cái việc mà hút thuốc. Tuy nhiên thì mọi người cũng biết rằng là tòa nhà của bên chúng tôi thì tiếp rất nhiều khách hàng và làm tòa nhà có hệ thống an ninh mở, cho nên là khách hàng ra vào đôi khi vẫn có những khách hàng hút thuốc, và để nhắc nhở khách hàng thì bao giờ cũng có những cái nó rất là khó khăn, bởi vì đây là thói quen mà rất nhiều người ta đã mắc phải từ trước đến nay. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn nỗ lực trong cái quá trình mà nhắc nhở khách hàng để khách hàng người ta tuân thủ việc mà không khói thuốc lá trong tòa nhà, để đảm bảo về sức khỏe cũng như là về văn minh của tòa nhà. Trong thời gian tới thì chúng tôi cùng với cả anh em bên ban quản lý tòa nhà cũng như là bên an ninh
cũng như là nhắc nhở các cái văn phòng để tiến hành các cái cuộc hội thảo, dán các cái đề can để đảm bảo cho việc mà không hút thuốc ở trong tòa nhà được tuân thủ. Chúng tôi cũng hy vọng là tòa nhà vẫn giữ vững là một tòa nhà hạng A và không có khói thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012. Luật có 5 chương và 34 điều quy định về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá. Việc ngành ngân hàng và các đơn vị liên quan quyết tâm thực hiện chương trình phòng chống tác hại thuốc lá của chính phủ sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng, phát triển thương hiệu để xây dựng ngành ngân hàng phát triển an toàn, bền vững.